sắt sông hết trơn bạn ơi. Bữa nay là 25 tây rồi. Đây là cây cáp cẩu mà. Hello hello, hôm qua giờ đó các bạn nó quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần Máy Gắn nha. Là nó đầu tiên. Xin chúc phép của Bình Trần Máy Gắn gửi đến cô dì chú bác và toàn thể chị em là chúc sức khỏe và lời chào tốt nhất nha. Ta mấy người này ở kẹt trong độc này khoảng tới gần 20 ngày nay đó bạn ơi. Bạn thấy cái ghe này. Ghe này chưa ha, ghe mút rồi đắng luôn các bạn. Mình sẽ zoom lại cho các bạn xem thấy rõ nha. Có ghe rất là nhiều nha. Rồi ở đây ra ta đang cẩu cái xà lan này nè bạn. Cẩu còn mấy chiếc mà bạn đi thẳng ngoài còn quẹo qua đập nó ngắt nặng á. Cẩu chiếc xà lan này chiếc dẹt này nè, chiếc bằng cây quá. Cẩu lên cẩu lên chiếc xe bạn, cẩu lên xe xe này nè, rồi ra mà sông lớn bỏ ngoài sông lớn các bạn. Nãy giờ mình thấy cũng nhiều rồi mà mình thấy cũng nhiều chiếc rồi mà mình không có chưa có kịp quay. Quay lại chia sẻ cho mọi người xem chơi. Chạy mà sao chim? Đang anh em ta đang làm công tác công đoàn kỹ thuật nha. Đang, có cục sạc dự phòng không? Người nhóm lên mà. Cục sạc dự phòng. Nhóm lên cái bỏ lên chiếc xe này nè. Cục sạc dự phòng hết pin mẹ rồi. Bỏ lên chiếc xe này nè cả nhà. Xe lớn đó. Cục sạc á. Thì lúc đó mấy bỏ đem chạy ngoài sông lớn mãi còn mấy cẩu hạ xuống nha cả nhà. Sáng giờ cẩu được mấy chiếc hả anh ha? 5 chiếc gì chưa? Mới 2 chiếc à, cẩu buổi chiều mà mới cẩu 2 mấy giờ. À, được 2 chiếc hả? Đấy mà đã thấy chạy chiếc, ra chiếc mà. Này, chiếc này chiếc thứ 3. À, chuẩn bị nhóm lên cả nhà. Còn coi nè nghe mình quay sơ gần cẩu cho cả nhà xem nha. Lớn nha. Đây, toàn hơn người cẩu. Xe đi sạc thấy ghê hồn không? Cẩu rất lớn nha cả nhà. Thì cẩu nó bỏ lên xe lớn nặng vượt qua cái đập cống mà. Thấy vậy với mình không quen chứ mấy cân nó chưa có cân á. Có banh nhôm không? Banh mẹ đó, banh không? Trời ơi, nó không banh. Trời ơi, nó không banh. Nhôm á, mấy cái đầu nó dính máy vô. Máy vô không bao giờ nổi gì không, nó không cần. Xà lan sắt thì ok, xà lan nhôm này hơi nguy hiểm ha. Nhôm nó bị mốt. Vậy chứ nó mốt đó à, giống gì chơi, nói chung không vậy, cái mốt cho nó là cái đường đó à. Thì nó mốt vô cái đường, nó đụng vô cái cây thôi. Cây thôi, đâu gì đâu. Giống như là chạy qua, giống như cái... Lại nó lên điều là nó nhẹ cái rồi à. Nó không như vậy được nghe, như vậy nãy dở, điều cũng được. Điều rồi đó. Tranh thủ bà con mình tranh thủ về nhà. Cái ghe chủ ghe này ở đâu lần anh? Chủ ghe này nở cái bè Tiền Giang phải không anh? Ờ. Ừ. Cái đều là bình thường chứ. Không. Cái bè Tiền Giang là rất là xa bằng nhẹ. Có điều là bình thường không? Đương nhiên là nhẹ chất sắt rồi. Đây các bạn. Đang nóng nhóng lên cầu. Nóng vô lộ. Đang vô lộ. Đa số là xe ghe có máy cắt, có máy cẩu, máy cắt chở chạy đồng các bạn. Người ta chạy về nhà, ta về quê ăn Tết mà chờ nước thì chờ không nổi. Ở ngoài sông lớn ngoài nó mặn đó nha, 7% bạn ơi, càng ngày càng mặn nhiều. Cái sẵn ngày mua nhôm về giá luôn. Ừ. Giá nhôm luôn. Ừ. Các bạn rất nguy hiểm nha. Thôi không có gì nha. Đang tốt cho trong. Vậy giấu khẩu rồi gọi làm đó. Giúp. Rồi chuẩn bị chiếc xe một tay xe vô kia thì có chiếc bàn có chiếc bàn kia các bạn nghe chơi trực tiếp luôn nghe, nãy giờ mình chưa có cắt ghép video này cả nhà. Đây là đưa lên chiếc xe này một chuyến gì ăn thì công bao nhiêu vậy nha? Hai tay thì mình chạy về nhà bác ơi. Chiếc sắt cũng vậy mà chứ là lan cũng vậy anh. Ghe bằng đùi phải không? Rồi. Mình cũng xin theo xe luôn các bạn, tại mình quay luôn cho các bạn xem.
Lên đi. Đây ngã ba bạn ơi. Trình giải cứu những chiếc xà lan mắc cạn trong cống nha bạn. Quá trời. Ô gớt dép mà chết cha. Cái hồi lụm. Chiếc này đi trước rồi chiếc cái xà lan nó chạy tới đây nè bạn. Đậu đó đó. Rồi hồi chạy ra tới mé sông nha. Mé sông mới ngoài này nè. Rồi chiếc xà lan nó rút ra quay cẩu lại móc quả thả nó xuống ra là xong. Quá trời ơi, bụi khói mịt mù của Trần bạn ơi. Tay lái lụa nha. Ồ, bông qua chuẩn bị với ghe ta tập kết lên đây là vái chân tết nè. Quá trời. Rồi, tới đây. Rồi mình sẽ tiếp tục quay trình ngày hôm nay luôn nha. Mình sẽ thả cái ghe, cẩu cái ghe đó bỏ thả xuống mương này, cái tủng cái là xong nha bạn. Rồi. Vỏ lại chạy trên bờ chưa? Đó, lộn xà lan chạy trên bờ chứ. Chân dịch đầy đủ hết trơn ha. Chuẩn bị quay kèn cẩu nha. Đang chuẩn bị lòn dây vô đó, móc cáp vô, dây đã lòn nãy sẵn rồi bạn, giờ chuẩn bị móc cái cáp vô. Móc cáp là vỏ hỏng cái chẹt lên, thả xuống cái bến xa mà. À, dỡ lên nha. Thủy sắp sửa hạ thủy nha. Chẹt chủ nhân cái chẹt này nói là ở cái bè Tiền Giang nha các bạn. À, mình đã đang ở Tân Thạnh Long Phú Sóc Trăng. Chuẩn bị xong cả nhà. Chúc chủ ghe và ghe này đi về Tiền Giang an toàn nha. Và chờ về ăn Tết lớn nha. Rồi một lần nữa mình không quên cảm ơn cả nhà đã xem video giờ phút này nha. Bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye. Bye bye.